Kính chào quý con cái Chúa và quý hội thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học trong những đề tài đức tin. Đức tin là tin vào những gì mà bạn không thể thấy. Đức tin là những thực thể của những điều ta hy vọng, là bằng chứng của những việc ta chưa thấy. Mời chúng ta xem trong sách Hebrew đoạn 11 câu 1 theo Kinh Thánh. Bạn dĩ nghĩ, cuộc sống Chúa đã định cho bạn để sống thật sự khá đơn giản, đó là một cuộc sống của đức tin và là tình yêu thương. Chúng ta cũng xem trong Matthew đoạn 22 câu thứ 37 và Matthew đoạn 22 câu thứ 39 cho chúng ta thấy nguyên tắc của tình yêu đó là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Còn những điều răn thứ hai cũng giống như vậy, ngươi phải yêu người lân cận như chính mình. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 giải thích cuộc sống một đời sống đức tin có nghĩa là gì. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời thì phải tin rằng Ngài thực hiện hữu và Ngài là đấng ban thường cho những ai tìm kiếm Ngài. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu thứ 6. Nếu bạn là một bậc phụ huynh, bạn biết mình sẽ vui thế nào khi con bạn tin cậy mình. Điều này cũng đúng như thế, vì Đức Chúa Trời, sự tin cậy của bạn nơi Chúa, đức tin của bạn làm đẹp lòng Chúa. Đức tin là gì? Đức tin là tin khi bạn không thể thấy được. Người ta nói rằng thấy thì mới tin. Chúa nói hoàn toàn trái ngược lại với những con người trần gian của chúng ta dự đoán. Tin mới thấy. Một số điều bạn sẽ không bao giờ thấy được trừ khi bạn tin trước. Ở trong Hebrew đoạn 11 câu số 1, nói điều đó như thế này, đức tin là những thực thể của những điều ta hy vọng, là những bằng chứng của những việc ta chưa thấy. Mỗi thành tựu vĩ đại đều bắt đầu khi một người nào đó trước tin rằng điều đó có thể thực hiện được. Đức tin biết ước mơ thành hiện thực. Nói một cách khác, nó biến hiện thực ra từ những gì trong óc tưởng tượng của bạn. Không có điều gì xảy ra cho đến khi một người nào đó trước tiên tin rằng điều đó có thể thực hiện được. 40 năm trước đây, tôi đã đứng trước một nhóm ít người trong một buổi thờ phượng đầu tiên của những hội thánh Sadubat. Tôi đã chia sẻ những giấc mơ của Chúa cho tôi để có một nhà thờ với những di tích 50 mẫu đất. Một hội thánh có thể phục vụ Chúa đến 20.000 người mỗi tuần. Mọi người đều cười về điều đó. Thành thật mà nói, tôi cũng cười nữa. Tất cả chúng tôi đều biết đất đai ở quận Cam là đắt đỏ đến chừng nào. Điều này dường như không thể nào thực hiện được. Nhưng Chúa đã làm điều đó. Mọi điều Chúa đã làm qua hội thánh trong 4 thập niên qua đều là những điều không thể nào thực hiện được trước khi điều đó đã xảy ra. Nhưng chúng tôi có đức tin rằng Chúa sẽ làm điều không thể làm được. Còn bạn thì thế nào? Hôm nay mà bạn có ước mơ gì mà đòi hỏi phải có đức tin? Hãy dành những thời giờ hôm nay để hỏi Chúa rằng Chúa muốn con làm điều gì khi bạn hướng đến và trò chuyện với Chúa, đặt ra những mục tiêu sẽ trở thành một hành động của đức tin. Đức tin là một sự ngẫu nhiên đến từ nơi Chúa. Mỗi khi bạn tin vào những điều gì thì chính những điều đó nó sẽ luôn luôn ám ảnh trong tâm trí và ám ảnh trong những tư tưởng để trước tiên sự thành công sẽ xảy đến. Cảm ơn quý hội thánh, và buổi sáng hôm nay tôi muốn học với hội thánh một câu kinh thánh để dành cho hội thánh chúng ta học hỏi lời của Chúa một cách vững chắc hơn, để chúng ta nắm rõ lời của Chúa với những điều quan trọng. Tôi hy vọng rằng chúng ta luôn luôn được đến gần Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Và tôi có một câu hỏi để cho hội thánh áp dụng, và xin mong rằng hội thánh sẽ trả lời trong dưới bài học này. Và nếu trường hợp hội thánh có vào ở trong trang YouTube thì hội thánh có thể bình luận cho tôi để tôi hiểu về những sự học hỏi của hội thánh đi đến đâu. Và tôi có 3 câu hỏi để dành cho hội thánh. Điều thứ nhất, một điều nào mà bạn từng nghĩ không thể nào xảy ra được mà bạn đã thấy Chúa hoàn thành?
Điều thứ hai, một ước mơ nào mà bạn đang tin cậy Chúa sẽ biến thành hiện thực? Và điều thứ ba, nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn khi nói đến ước mơ hay cải tưởng Chúa đã ban cho đời sống của bạn là gì? Mong Hội Thánh sẽ trả lời những ba câu hỏi này và để cho tôi biết được những câu hỏi đó, và tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn cũng như trong Hội Thánh. Tôi xin chào và tôi muốn dừng lại bài học ở đây. Và xin Chúa ở cùng và ban phước cho gia đình của quý vị và các bạn được một ngày Thánh Nhật bình an. Xin chào.